Làm thế nào để tiếp cận nhiều khách hàng nhiều nhất có thể trên Internet? Muốn tiếp cận thì bắt đầu từ đâu làm như thế nào? Đây là những cái câu hỏi mà nhiều ngày hôm nay rất nhiều người hỏi. Thì như các bạn biết, nguyên tắc là gì? Chúng ta biết được khách hàng của chúng ta ở đâu thì chúng ta xuất hiện ở đó. Và để chúng ta xuất hiện được nhiều nhất thì bạn phải hiểu một từ khóa là chúng ta xuất hiện các nền tảng đó để tiếp cận và tương tác cũng với khán giả hay còn gọi là khách hàng mục tiêu của chúng ta. Vì vậy, chúng ta lựa chọn khi khách hàng hay ở nhóm nào, hay còn gọi là ở nền tảng nào thì chúng ta ưu tiên lựa chọn để xuất hiện ở đó để tiếp cận nhiều khách hàng. Còn cách làm như thế nào thì chúng ta phải biết thuật toán của nền tảng đó để chúng ta lách like nó. Như các bạn biết có hai dòng để tiếp cận khách hàng mục tiêu trên internet, một là bản nỗ lực chạy quảng cáo bản bơm tiền, hai là bản sáng tạo nội dung chất lượng có giá trị để tiếp cận nhiều khách hàng miễn phí thì bạn có thể lựa chọn cả hai chúng tôi thường lựa chọn cả hai bởi vì khi chúng ta xuất hiện trên online thì chúng ta nếu cam bên chạy quảng cáo bạn bơm tiền còn hiệu quả thì chúng ta tiếp tục nhân bản và chúng ta sẽ sáng tạo nội dung miễn phí bởi vì khi chúng ta sản xuất những nội dung miễn phí có chất lượng thì khách hàng của chúng ta sẽ yêu mến và tìm hiểu sản phẩm dịch vụ của chúng ta và đến lúc họ có nhu cầu thì họ sẽ quay lại và ưu tiên lựa chọn mua sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Và để xuất hiện trên Internet thì việc đầu tiên ưu tiên lựa chọn đó là chúng ta sáng tạo nội dung. Trong đó ưu tiên lựa chọn là video, sau đó bài viết và các hình ảnh. Vậy thì câu hỏi đặt ra là bạn phải học về thuật tán các nền tảng. Cái thứ hai để tương tác trên các nền tảng thì bạn phải học kỹ năng viết bài, kỹ năng thiết kế hình ảnh và kỹ năng sáng tạo nội dung hay còn gọi là copywriting biến những kiến thức kỹ năng của bạn học được ở đâu đó của bạn và nếu bạn đang thiếu ở đâu đó trong lĩnh vực của bạn thì bạn sẽ đi follow top 100 đối thủ những người giỏi nhất cùng ngành của bạn biến kiến thức đó cộng với kiến thức của bạn cùng với thị trường cân hãy nhớ rằng những nội dung chúng ta sản xuất hay post lên thì phải nhiều người tìm và phải ít đối thủ cạnh tranh và nếu đối thủ cạnh tranh cao thì chúng ta lách like cái ngách đó đi để chúng ta có lợi thế trong cái ngách đó để chúng ta truyền thông việc thứ nhất là tiếp cận đúng khách hàng kinh ngách chúng ta có lợi thế cái thứ hai là lên online cũng như vậy chủ đề chúng ta chia sẻ thì không cạnh tranh cao mà nó sẽ được đề xuất cho chúng ta và sau này chúng ta tìm kiếm và thu hút nhóm người có vấn đề mà chúng ta muốn chia sẻ trong những nội dung đó có ba cấp độ chính nếu bạn không xây dựng hình ảnh cá nhân hoặc chuyên gia thì bạn có thể review sản phẩm của bạn hướng dẫn kính ngách của bạn ví dụ bạn muốn bán sản phẩm về mỹ phẩm thì hãy hướng dẫn họ cách tẩy trang hoặc là làm đẹp tại nhà hoặc là cách để giữ lan da chẳng hạn hay bạn muốn bán những cái thiết bị gia dùng nhà bếp thì hãy hướng dẫn họ nấu ăn và những cái mèo nhỏ xung quanh căn bếp của bạn hoặc bạn muốn bán sản phẩm thời trang thì bạn hướng dẫn họ cách phối đồ mua đồ như thế nào ăn mặc ra đường sự kiện thì như thế nào và thời trang ở nhà thì như thế nào và đi sự kiện tiệc tung thì như thế nào thì đấy là cách chúng ta cho đi những kiến thức kỹ năng và thu hút nhóm người quan tâm sản phẩm đó đến và nếu bạn là chuyên gia về đào tạo tiếng Anh thì hãy hướng dẫn họ cách học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất hoặc bạn ấy, phương pháp học tập nhanh để biết tiếng Anh văn những lợi ích về học tiếng Anh để họ đạt được kết quả gì ví dụ như tôi tôi hướng dẫn miễn phí cách viết bài như thế nào cách lên kịch bản content thị trường lành thị trường ấm thị trường nóng như thế nào và xây dựng hệ thống bán hàng như thế nào hiệu quả và mô hình kinh doanh như thế nào thì tối ưu hiệu quả và những người quan tâm xem những video thì chỉ có nhóm người đó quan tâm đến tôi và lúc nào đó họ cần đến sản phẩm dịch vụ thì họ sẽ ưu tiên lựa chọn và sẽ inbox và tôi sẽ tư vấn bán những sản phẩm đáp ứng nhu cầu đó giúp họ thì đấy là chủ đề bản cần thiết để xây dựng cho mình nhưng hãy ưu tiên để xây dựng nhân hiểu thì bạn phải có lợi thế về cá nhân của bạn về cái, về con người bên trong bạn bạn nghĩ xem bạn là có khả năng gì và yêu mến hay còn gọi là cái thế mạnh của bạn cùng với thị trường đang cần cùng với đối thủ của bạn thì gồm có ba cái cái thứ nhất là thế mạnh cá nhân của bạn có cái thứ hai là thị trường phải cân và cái thứ ba là đối thủ của bạn phải ít cạnh tranh và phải tìm ra cái ngách mình có lợi thế nhất đấy, đấy là ba cái yếu tố quan trọng và cách duy nhất để làm thì hãy bắt đầu từ ngay hôm nay rất nhiều người không tự tin trước ống kính chia sẻ và tôi cũng giống như bạn trước đây tôi cũng đã từng nói úp mở thậm chí tiếng cá nhân địa phương thì chúng ta cắt bỏ đó đi và hãy luyện tập đủ nhiều và việc đơn giản nhất là bạn đứng trước gương nói và ngôn ngữ cơ thể chúng ta mở vai ra và tùy luyện tập lặp đi lặp lại thường xuyên liên tục và hãy nhớ rằng những chuyên gia đầu ngành thì họ cũng những như vậy bởi vì sinh ra chúng ta không có kỹ năng thuyết trình và tôi không tham gia một lớp thuyết trình nào và cũng không phải là MC hãy nhớ rằng những hành động nhỏ lặp đi lặp lại trở thành quen và lúc bạn nói vấp ở đâu đó thì bây giờ với công cụ tool và những phần mềm thì chúng ta hãy cắt bỏ những đoạn đó đi và chúng ta port lên. Những video đầu có thể không hay và những cái bài thuyết trình bản đầu tiên có thể không hay. Nhưng để có được như ngày hôm nay thì chúng tôi, bản thân tôi cũng phải nỗ lực rất là nhiều lần và phải nói lặp đi lặp lại và tẹt rất nhiều lần thì mới tự tin chia sẻ những video như thế này cùng với bạn chúc các bạn sớm hành động và chỉ có hành động thì mới ra kết quả và bạn hãy nhớ cho tôi một từ khóa rằng để tự tin thì chỉ có con đường lặp đi lặp lại và rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực của tôi đi trước đây có thể lý thuyết của họ hoặc băng cấp của họ không là vấn đề chỉ có cho đi và chúng ta lặp lại và nếu bạn không hành động thì bạn có tốt có giỏi đến đâu thì sản phẩm hay là cả nhất của bạn vẫn ở trong kho vì vậy hãy làm và hành động ngay để xuất hiện tần suất liên tục và chia sẻ hãy sẵn sàng cho đi những kiến thức kỹ năng và những gì bạn biết bởi vì chỉ có cho đi là con đường trở nên bạn có giá trị và tiếp cận được nhiều khách hàng và rất nhiều người giỏi nhiều hơn tôi nhưng họ không sẵn sàng chia sẻ thì sản phẩm hay tính năng hay là cá nhân của họ có giỏi thì họ cũng chỉ phục vụ trong nhà của họ bản thân của họ mà thôi có thể tôi không giỏi nhưng tôi sẵn sàng chia sẻ cho đi thì chắc chắn tôi sẽ tiếp cận và giúp được ai đó ngoài kia và tiếp cận được nhiều người hơn và chắc chắn rồi giữa hành động và lý thuyết thì người hành động sẽ có lợi thế hơn vì vậy hãy hành động ngay bây giờ và chọn cho mình một chủ đề nào đó phù hợp cùng với bạn cùng với thị trường bạn nhóm khách hàng mục tiêu của bạn muốn giúp đỡ Chúc các bạn thành công và hãy like, share, đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo khi tôi ra những video mới.